Chào mừng anh chị đến với kênh của Xe Đạp Toàn Cầu. Trong video này, em giới thiệu và cập nhật tới anh chị mẫu xe đạp mini của hãng Fassino, model FM22. Vâng, đây là những chiếc xe đạp mini của hãng Fassino mới nhất năm 2021 anh chị ạ. Và với mini FM22 bản 2021 đã được hãng Fassino thiết kế và sản xuất có 5 màu. Vâng, màu đầu tiên đó là màu xanh. Và màu xanh này thì anh chị đã rất là quen thuộc rồi. Màu thứ hai là màu vàng cà phê, khung là màu vàng và áo chống bụi màu cà phê. Màu thứ ba là màu mới, đây là màu hồng phấn. Và màu này thì rất là đẹp, trẻ trung cho các bé gái. Màu thứ tư, và đây là màu hồng. Màu hồng này thì cũng đã rất quen thuộc rồi. Và màu thứ năm đó là màu đỏ trắng, và khung màu đỏ, áo chống bụi màu trắng. Và với cấu hình của chiếc FM22 bản 2021 có gì, em sẽ quay cận cảnh ngay bây giờ. Xe đạp mini Fassino FM22 có cấu hình như sau: khung bằng thép cường lực sơn tĩnh điện tem nước, tay lái vành bằng nhôm, sử dụng phanh xe bóc vành và phanh lùn phía sau, có ba ga bằng mạ inox rất là đẹp. Vâng, với FM22 này thì trong năm vừa qua thì bán rất là nhiều chiếc xe đạp FM22 với cửa bánh 22 inch, thông số lốp là 22 x 1.75, sử dụng lốp trao da. Vâng, thông số lốp 22 x 1.75, sử dụng lốp trao da, một thương hiệu sản xuất lốp rất là nổi tiếng, và đây là một cặp lốp rất là tốt. Vành nhôm một lớp, lan hoa bằng thép, lan hoa sử dụng 36 lan hoa. Xe nhập về thì trang bị đầy đủ giỏ, chống giỏ và chuông. Tay lái bằng hợp kim nhôm, bằng nhôm. Vâng, chiếc FM22 model được ghi đây. FM22 là cỡ bánh 22 inch. Ở Fassino thì được làm một chiếc yên rất là đẹp, gì ạ? Đẹp, yên da may và rất là êm, mút rất là êm. Đây là chiếc màu đỏ, đỏ hoa 10 giờ. Vâng, chiếc FM22 này thì phù hợp với các em học sinh cấp 1, cấp 2. Cấp 1, cấp 2, tùy vào chiều cao của các em. Và ở chiếc Fassino bản 2021 có một điều rất là đặc biệt, đó là trục giữa của xe được sử dụng bi bạc đạn. Và anh chị thấy là nó rất là chính xác, bền, ổn định. Chất sơn thì anh chị có thể thấy này, sơn tĩnh điện rất bóng và đẹp, tem nước rất là bền màu, kiểu khung thì rất là đẹp luôn ạ. Cát thì được âm trong khung luôn, nhìn rất là gọn gàng. Đây là chiếc mini FM22 màu đỏ, và 4 màu còn lại em cũng sẽ lấy ra và quay cảnh tổng thể để anh chị xem màu của từng xe dễ hơn. Vâng, đây là chiếc màu hồng của Fassino FM22. Với cùng một model thì cấu hình xe giống nhau, chỉ khác nhau về màu. Và ở hãng Fassino thì đang làm rất là nhiều model. Và đặc biệt ở cái dòng xe đạp mini Fassino thì hãng Fassino đang làm rất là nhiều size. Có FM20, tức là cỡ bánh 20 inch. Cỡ FM22, anh chị đang thấy đây là cỡ bánh 22 inch. Có FM24 là cỡ bánh 24 inch. Và có FM26, tức là cỡ bánh 26 inch. Và rất đa dạng về kích cỡ và màu sắc. Và với mọi lứa tuổi của các em học sinh hay những chị em làm nội trợ thì rất là vừa với dòng xe này, sử dụng dòng xe này. Vâng, màu thứ ba của Fassino FM22 đó chính là màu hồng phấn. Vâng, màu này thì rất là điệu đà và trẻ trung và đẹp, dành cho các em bé nữ. FM22 màu hồng phấn. Cái màu này là màu mới nhất từ hãng Fassino sản xuất cho dòng xe đạp mini bản 2021 này. Và anh chị thấy là rất là đẹp, từ cái chất sơn, kiểu khung dáng tuyệt vời luôn. Còn cấu hình thì rất là ổn, đẹp, với khung thép cường lực, sơn cao cấp, tay lái vành bằng hợp kim nhôm, giỏ bằng nhựa đúc,
và đặc biệt ở cái bản 2021 thì toàn bộ trục giữa như chị thấy là sử dụng đi bằng đạn và rất ổn định, chính xác và độ bền rất là cao. Và màu tiếp theo em giới thiệu tới anh chị đó là màu vàng cà phê. Đây là chiếc xe đạp mini FM22 cỡ bánh 22 inch với thiết kế khung thép cường lực, tay lái vành bằng hợp kim nhôm, sử dụng cặp lốp trao ra 22x1.75. Xe có đầy đủ giỏ và chuông, chiếc yên thì tuyệt vời luôn ạ. Da bọc mút rất êm, chiếc ba ga có nắp bật, đèn phản quang sau. Và màu cuối cùng em giới thiệu tới anh chị đó là màu xanh của Fascino FM22, xe đạp mini cỡ bánh 22 inch. Vâng, như em đã chia sẻ thì đối với dòng xe đạp mini thì được hãng sản xuất rất là nhiều cỡ bánh 20, 22, 24, 26, phù hợp với rất là nhiều chiều cao của các em học sinh hay các mẹ, các chị nội trợ. Đi xe này thì tuyệt đẹp luôn. Và ở hãng xe đạp Fascino thì đang sản xuất rất là nhiều chủng loại xe như xe đạp mini, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp đua, và có nhiều cấu hình, nhiều size, nhiều màu sắc. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh Xe Đạp Toàn Cầu.